Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách trồng cây hoa cúc vào chậu để đón Tết. Đầu tiên là các bạn cần có chậu. Chậu thì đường kính to hay nhỏ thì tùy theo nhu cầu của các bạn muốn có chậu to hay nhỏ. Thông thường thì như mình đây đang làm để bạn thì chậu này là đường kính 55 cm. Tiếp theo là mình cần có giá thể để trồng cây. Giá thể thì bao gồm 50% là đất phù sa. Do cây hoa cúc là cây rễ chung mọc ngang nên nó cần cái đất phù sa để đảm bảo cái sự phát triển của bộ rễ. 1/4 là vỏ trậu. Vỏ trậu mình là vỏ sẵn vào trong chậu. Và 1/4 là phần trồng hoai mục. Phần trồng hoai mục thì phải đảm bảo là hoai mục thế này và hoàn toàn không có mùi. Phần này mình đã ủ 6 tháng và một ít NPK loại 20-20-15. Thì công đoạn đầu tiên chúng ta sẽ tôn giả thể. Tôn giả thể. Đầu tiên mình đã cho vỏ trậu vào. Tiếp theo là mình sẽ cho 50% đất vào. Và 25% là phần chuông. Trồng thêm khoảng 2 năm NPK 20. Tiếp theo chúng ta sẽ đảo tồn cái giả thể này. Càng đều càng tốt. Sau khi đã đảo tồn đều thì chúng ta cao sắn cho nó bằng chậu thế này và ủ tưới ẩm và ủ giả thể này trong khoảng 10 đến 15 ngày trước khi trồng. Sau khi chúng ta cho đất và giả thể vào chậu ủ được khoảng 10 đến 15 ngày thì chúng ta đổ thêm một cái lớp đất không có phấn, đây mình đổ vào thôi. Đó, mình khóa cái lớp đất không có phấn này ra gặp cái nền chậu. Lớp đất này có tác dụng là để cái con mình trồng vào nó còn yếu để trồng cây vào cái lớp đất này không có phấn này nhằm cho rễ không chạm vào phấn gây sót về cây. Cao bằng sau đó mình chúng ta sẽ tiến hành trồng cây. Đây là cây giống hoa cúc mình vừa mua về. Trồng cây này thì chúng ta chỉ trồng ngập qua phân rễ một tí là được. Đây là cây giống. Đối với trồng chậu thì không nên trồng sát quá sát miền chậu. Trong chậu này thì khoảng 12 cm.
khi trồng trầu thì chúng ta không nên đổ đất quá đầy trầu, mà nên chia lại khoảng 200 cm để sau này bôi thêm phân đất, phân vào đất cây. Như vậy là mình đã trồng xong một cái hoàn chỉnh. Công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ tưới được cái cây. Lưu ý đối với cây con nhỏ này thì chúng ta nên tưới nước thật nhẹ nhàng, mà hoặc tốt nhất là tưới bằng cái bình xịt tay. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất quá trình trồng cây hoa cúc vào chậu. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn, hiện tại thì cây hoa cúc đã được khoảng 18 đến 19 ngày thì mình bắt đầu tiến hành bấm ngón. Hoa cúc của mình là tiến hành bấm ngón. Bấm ngón nhằm mục đích là để cho nó đẻ nhánh, thì sau cái cây nó sẽ đẹp hơn. Chào mọi người, hiện tại thì sau 35 ngày trồng và 65 ngày bấm ngón thì cây hoa nó đã như thế này. Bắt đầu có lũ cái bóng ở đâu rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhổ cỏ và bón thêm phân cho nó. Và mỗi cây thì mình chỉ để 2 đến 3 phút. Còn lại thì mình sẽ tỉa bỏ. Và những cái lá nào mà bị bệnh thì mình cũng sẽ bỏ luôn. Mình sẽ bỏ bớt lá gốc ngay để cho nó phát triển. Mấy cây mình chỉ để 2 đến 3 bông hoa. Và sau khi nhổ cỏ thì xong thì mình sẽ bón thêm cho nó một ít phân.
mình không phải trồng chuyên nghiệp nên không thắp đèn, nó có nghĩa cây nó cũng hơi lùn nha các bạn, nhưng mà lùn nó không sao. Nếu mà làm chuyên nghiệp thì người ta sẽ thắp đèn thì cái cây nó sẽ rất là cao, nhưng mà mình thì làm cho vui, làm cái tết nên không thắp đèn nên là cây nó rất là lùn. Hiện tại thì châu hoa ni đã được khoảng gần được 50 ngày, và sau khi ngắt ngọn một thời gian thì giờ cây đã lên trung bình mỗi cây là 3 nhánh, và đây toàn bộ chậu đây. Và những cây không ngắt ngọn thì nó đã lên kiểu thế này. Đây là những cây không ngắt ngọn. Và cây không ngắt ngọn này thì do mẹ trồng, còn cây bên kia là mình trồng. Thì dự kiến là những cái hoa này, những cái bông to này sẽ khoảng 10 ngày nữa sẽ nở, thì nó có vẻ hơi sớm nên là mình sẽ ngắt hết những cái bông to này, và để lại cành từ 1 đến 2 bông nhỏ này. Thì những cái bông nhỏ này nó sẽ rơi vào khoảng ngày 15 đến ngày 20 tháng 12 âm lịch nó sẽ nở, thì nó sẽ vừa tết. Do là mình không thắp đèn nên là cái cây nó lùn và nó nở hơi sớm. Thì giờ cái phương pháp xử lý là ngắt hết những cái bông to này. Còn nếu ai muốn để cho đẹp thì cứ để bình thường, là vì cái hoa này nở 1 tháng mới tan mà. Còn mình làm chậu để cho đẹp thì mỗi cây ngắt ngọn xong mình sẽ để 3 cành, và mỗi cành mình sẽ chỉ để từ 1 đến 2 bông hoa nhỏ nhỏ này. Còn bông to này 10 ngày nữa nở thì bây giờ mình sẽ ngắt luôn, và mình chỉ để 1 đến 2 cái bông nhỏ này. Đây, những cái bông to này mình sẽ ngắt hết luôn. Và mỗi cành tạm thời thì mình sẽ để 2 cái bông nhỏ này. Còn bông ở dưới này mình sẽ ngắt luôn. Tốt nhất là mỗi cành để 2 đến 3 bông nhỏ đi, là vì để cho nó nở nhiều bông thì chắc sẽ đẹp hơn. Còn chậu thì yêu cầu bông nó phải to. Thì tạm thời là cứ ngắt bông to cả đã.
Vậy là đã xong. Và đây là kết quả sau gần 3 tháng trồng nha các bạn. Mình chỉ trồng để chơi của nhà, không bán. Nên là không phun thuốc, không thắp điện nên là cây nó rất luôn. Nhưng mà bậm ngon nên là nó cũng nhiều hoa, chỉ có cái bộ lạ là nó bị bệnh, nó hỏng hết. Đây cái lạ nó hỏng. Chứ còn hoa thì rất là đẹp. Thì chúc các bạn làm và có một chậu hoa như ý để chơi Tết. Đấy, toàn bộ các cái chậu hoa của mình sau 3 tháng trồng.